81 báo cá con đầu tiên các cụ. Vào và thành công, chào các cụ. 81 báo cá các cụ nhỉ. Chào các cụ, cá vào và thành công. Tám mốt báo cá cũng quay lại đi được anh dòng cho nhé được đúng anh dòng thì em hớt mà anh nên cho nên từ nãy. Con mèo danh nhỉ. Hôm nọ đội bên này đéo biết gì ôm hết cọc của anh sang bên kia. Cọc kia kìa. Là sang đến bao cái bảo anh Trường đổ giá. Thế nọ nọ chả báo anh gì, thế bao nhiêu cái bao hết à? Hả? Thế hết à? Lấy hết sạch của cái nào đâu? Thế nọ nọ báo bao nhiêu cái? Ai biết được bao nhiêu cái? Coi như là hôm nọ. Ê, được chục cân, nó hơn chục cân đi đùa đâu. Thế nói hôm nọ là nhận chờ bao nhiêu cái, còn lại bao nhiêu cái để anh dùng. 11, 20 mấy này. Thu vô 4 lít. Tám mốt báo cá cũng chào ba cụ cá là thành công mốt báo cá các cụ nhé. Ngay cửa nhà U19 sáng giờ với con này con thứ
6 thứ 7 quên rồi. Chào Huỳnh em nhé. Chào ba phụ. 81 báo cá tiếp. Yeah.
81 báo cá các cụ. Và thế thì nó mới bong được chứ. Ơ kìa. Má nó yếu, nó không chạy thì nó khỏe thì chắc nó đạp xuống hồ. Cân cho nó mười mấy cân, con này thì củ hai chắc rồi. Ừ? Cân nó đi trong đổ ra là gỡ sáu. Con này nó yếu, con này mà nó khỏe thì phát đấy thì toàn. Nó mắc vào rồi cho nó lại không chạy. Đồ ăn hại. Thả ra rồi. Mấy ngón rồi. Hai. Ok. Sao bảy cũ nhá, củ hai. Lay lên chắc phải 5-6 con củ hai rồi gì nhỉ? Đây có ảnh đây. 68 cũ nhé. Tám mút báo cá cũ. Hai lít à? Chiều chiều hôm qua tầm này cũng có thằng anh có gạ từ đồng nào không nó chọc đấy. Em làm mấy con chép bé à? Không bàn tay được. Thả đi, thả đi. Ôi giời, con được con. Chào bác. 81 báo cá cũng như. Chấp nhận thôi em ạ, ghét sao được, ghét anh em ai đến như mình. Kéo lại được bao nhiêu cân chép rồi em? Được tầm độ 20 cân.
Người đẹp ăn được nào chưa? Củ 2 à? Củ rưỡi cơ? À, ca câu đúng không mà nhỉ? Con này to à? Cân không? Cân chứ. Con này 4 lít lên sao được? Con này cân lên thì 3 lít rưỡi. Nếu mà cân lên. Nào, cá cái gì nào? Em bảo 4 lít. Không bảo con này chỉ tập. Tức là dưới 10 là chỉ có 4 lít thôi. Làm cân được cả, hoặc là 12 cân thì được. Thống lên. Đấy, cầm rồi, cầm rồi. Chào bốn cụ nhé. Khâu câu đại gia mô tiếp tục bào cá nhá. Cái này cá to gần quá. To bạn. Khâu câu đại gia mô tiếp tục bào cá nhá. Và thành công nha, em xin phép em kết thúc này.